Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Tiếp tục cái chuyên mục mỗi tuần một nhân vật kỳ 2. Chúng ta sau khi mà đã được cái mà gọi là bình chọn đó, sau một vài ngày bình chọn hồi hôm thứ bảy vừa rồi đến hôm chủ nhật là mình khóa sổ, thì nhân vật của chúng ta sẽ lên hình trong tuần này, trong video ngày hôm nay, đó chính là anh Tân Võ Đế server S302. Thì anh em có thể nhìn thấy trên màn hình, hiện tại đây là bảng xếp hạng lực chiến liên server ở bên S302, là đối với mình thì nó rất là xa so với cái bảng xếp hạng hiện tại. Rồi mình sẽ xem những cái nhân vật này. Nãy giờ là thấy toàn là 17x thôi. Đây có một cái nhân vật 16x đây, 227 nè, ghê không? Tuyết Linh Đan. À, cầm 227 đã lên được 16x này nè anh em. 253 thì mới có 159 thôi, chưa mở ra cái giai đoạn mới. À, ghê. Vậy là những thanh niên mà 220 mấy, nói chung là cộng 2x là bắt đầu mở giới hạn 16x rồi. Rồi ok, để coi cái anh nhân vật Tần Võ Đế của chúng ta như thế nào. Đây, anh Tần Võ Đế của chúng ta đây. Hiện tại anh ta là 158 cấp và 19.600k lực chiến server S302. Đó, ghê chưa. Tuy ra sao 300 server so với cộng đầu, nhưng mà anh ta đã góp mặt trong top 70, cực kỳ kinh khủng luôn. Vài bữa nữa ra giới hạn 16x anh ta bung nữa, đúng dữ dội luôn á anh em ơi. Hầu như là cộng server 2xx, ngoài những cái tên cộng cán như là Diệp Chi, HV Buka và anh Tuyết Linh Đan, hầu như là anh em đều thấy cộng 2xx là chỉ thấy 4-5 nhân vật thôi. Mà cái ông này ổng là ở 302 mà ổng lên được đúng khủng khiếp luôn. Thôi bây giờ mình sẽ qua bên server S302 xem như thế nào nha anh em ơi. Và hiện tại mình đang ở bên server S302. Nhân vật của chúng ta Tần Võ Đế, anh ta đã đổi tên nè. Hồi trước là S Tần Võ Đế đúng không? Bây giờ anh ta đã sửa lại thành là Tần Võ Đế. Hiện tại anh ta đang là môn phái Hoa Sơn, 19.617.623 chiến. Sinh lực là 1.1.000, tấn công là 36k, thể chất 2k7, sức mạnh là 3k4, nhanh nhẹn là 3k5 và linh hoạt là 3k9. Hiện tại anh ta là môn phái Hoa Sơn 302, mới mở 159, mới mở giới hạn mới, anh ta đã bung lên 158 cấp này. Đây bốn người, nghe không, người gớm, người gớm. Rồi hiện tại thì anh Tần Võ Đế của chúng ta đã sở hữu trong mình gần một set cộng 130 cường hóa. Cái này nếu mà lên 159 thì có thể lên được cộng 130 luôn. Dữ dội. Rồi để coi bây giờ qua cái vũ khí trước ha. Vũ khí 150 hoàng kim, có 3 dòng màu cam, có 2 màu thôi anh em ơi, màu xanh dương với lại màu cam. Đó, những dòng mà quan trọng toàn là những dòng màu xanh dương thôi. Trời ơi, quá ghê, quá dữ dội, quá kinh khủng. Đá hồn thì anh ta có một viên màu vàng, đó chính là hàng du cao. Rồi qua cái nón bạch kim 151 cấp, cộng 130, anh em thấy không, toàn là cộng 130 thôi. Đó, chờ cái này lên 159 nữa là anh ta sẽ lên được cộng 130, thêm một set nữa là bung lô chiến lên, kiểu này chắc cũng lên 20 triệu luôn á, ghê thiệt. Rồi quay qua cái nón thì cái nón bạch kim 151 cấp là đúng không, hai dòng quan trọng màu cam đó, thể chất nè, sinh lực cơ bản nè, ngoài ra anh em có thể lựa chọn thêm là nhanh nhẹn, linh hoạt, tỷ lệ kháng bộ kích, 5 dòng anh em thấy không, 5 dòng cực kỳ quan trọng cho cái nón. Anh em lựa chọn dòng thứ 6 là né tránh và dòng thứ 7 của cái trang bị bạch kim á, anh em có thể lựa chọn hồi phục sinh lực hoặc là sinh lực đó, hai cái lựa chọn cho anh em. Nhưng mà 6 dòng anh em có thể tham khảo cái cách build đồ của anh Tần Võ Đế đây nè. Rất là nhiều anh em top lịch chiến cũng build đồ theo kiểu này nè anh em. Rồi qua cái đá hồn thì mạnh thương lâm cao, Tần Thủy Hoàng âm cao, Đoàn Chí Hưng chung, dạ bữa nữa chắc cũng lên cao luôn á. Rồi cái dây chuyền 15x,
cộng 130. Có hai dòng màu cam, bỏ qua né tránh và tỷ lệ bạo kích. Những dòng mà quan trọng dành cho cái di truyền như là sức mạnh, nhanh nhẹn, tiềm năng là chắc chắn phải có đó. Rồi, phản đòn cận chiến, sát thương bạo kích là bốn cái dòng là cực kỳ quan trọng. Anh em có thể tham khảo và lựa chọn thêm là né tránh. Đó, tỷ lệ bạo kích và bỏ qua né tránh như là anh từng võ đế của mình. Đá hồn huyền băng điêu hoàng cao, đường hiểu cao luôn. Qua cái bao tay 153 cấp hoàng kim, hai dòng màu cam, quá đẹp luôn nè. Nhanh nhẹn, tỷ lệ kháng bạo kích, quá đẹp luôn. Rồi cái dòng mà thuộc tính của chúng ta anh em có thể tham khảo, thể chất nè, nhanh nhẹn nè, sức mạnh nè, ba dòng cực kỳ quan trọng dành cho cái bao tay. Rồi có thêm một dòng quá quan trọng là miễn sát thương bạo kích, tỷ lệ kháng bạo kích. Cái dòng thứ sáu là anh ta lựa chọn là né tránh, quá cơ bản và quá cần thiết luôn đúng không anh em. Đá hồn thì hai viên quỷ cấp tử dương cao và ngu dẫn văn cao. Qua cái nhẫn hoàng kim 154 cấp. Đầu nương tử Đức Anh, hình như là cái nương tử này là hơi bị lâu rồi đúng không? Quá ghê. Rồi những dòng mà anh em cần thiết dành cho cái nhẫn như là sức mạnh, linh hoạt, hai dòng tiềm năng. Đó, phản đòn cận chiến. Rồi cái dòng thứ tư anh em có thể lựa chọn là né tránh. Rồi tiếp theo là tỷ lệ bạo kích và bỏ qua né tránh. Đá hồn thì đường dẫn cao, Vân Hạo Nhiên cao luôn, ghê gớm. Hoàng Nhan Tông Hàng cũng cao luôn, quá dữ. Qua cái áo này lên bạch kim cũng hơi phơi nè anh em, đúng kinh khủng luôn á. 155 cấp bạch kim, hai dòng màu cam, phục hồi sinh lực 1980. Đó, cái này là tính ra là nhiêu ta, nhiêu tuổi ta, gần 40 tuổi đúng không? 40 tuổi. Rồi tỷ lệ kháng bạo kích nè, ở màu cam. Những dòng anh em có thể lựa chọn cực kỳ quan trọng cho cái áo như là thể chất, tỷ lệ kháng bạo kích, miễn sát thương bạo kích và nhanh nhẹn, bốn dòng. Còn lại anh em có thể lựa chọn thêm là phục hồi sinh lực nè, rồi kháng tỷ lệ thuộc tính hoặc là kháng tất cả cũng được đó, giống như các anh thần giới đế của chúng ta. Biểu đồ rất là ghê nha anh em, thấy nãy giờ biểu đồ hay bị kinh rồi đó. Rồi đá hồn hoàng nhan hồng liệt chân cao, đá hồn vương đằng cao luôn. Ngọc bội thì hoàng kim 156 cấp cộng 130. Phản đòn tầm xa nè, sát thương bạo kích nè, tỷ lệ kháng bạo kích nè, linh hoạt thể chất nè, năm dòng ở trên đây là quá cần thiết luôn rồi, quá kinh điển luôn rồi, bắt buộc phải lấy luôn á. Rồi lấy cái dòng cuối là bỏ qua để tránh luôn. Đá hồn là võ tất thiên dương cao nè, diệp vô tâm cao nè. Đó, rồi qua cái đao 15x luôn. Đó, cộng 130, cái dòng né tránh cầm lẹ luôn, quá dữ. Rồi những dòng cơ bản là nó quá quan trọng luôn rồi, y chang luôn rồi anh em. Đây, miễn sát thương bạo kích nè, tiềm năng nè, thấy chưa, sinh lực cơ bản nè, tỷ lệ kháng bạo kích nè, cái dòng cuối cùng là sử dụng né tránh nè. Quá quan trọng luôn á, quá kinh. Rồi đá hồn là tầng thủy hoàng dương cao với lại đá quỷ cấp tử âm cao. Qua cái phù 148 cấp, chưa lên cái phù anh em ơi. Có thể là anh này vừa mới lên 158 thôi, và bữa nó lên được 158 luôn á, có thể. Rồi những dòng màu cam hay là những dòng mà anh em có thể lựa chọn như là hiệu suất phục hồi nè, nhanh nhẹn nè, sát thương bạo kích nè, phản đòn tầm xa nè, thể chất nè. Đó, cái dòng cuối cùng anh em có thể lựa chọn là bộ quay né tránh như là của anh Tần Võ Đế luôn, quá đẹp luôn á anh em. Rồi võ tất thiên âm cao, công phượng lên cao luôn. Qua đôi dài 149 cấp, đúng rồi, 149 cấp. Có một dòng màu cam và những dòng mà quan trọng dành cho đôi dài như là sức mạnh nè, nhanh nhẹn, thể chất, tiềm năng là bắt buộc phải có đúng không? Miễn sát thương bạo kích là cực kỳ quan trọng, hiệu suất phục hồi là chắc chắn phải lấy này, tại vì hiệu suất phục hồi nó chỉ xuất hiện ở trong đôi dài với lại cái phù thôi, anh thấy không? Đó, nên là bắt buộc phải lấy luôn. Rồi cái dòng còn lại anh em lựa chọn là né tránh luôn. Đá hồn thì ngu cơ tuyệt thế cao và đá hồn vạn độc cúc hoàng cao. Để coi chân nguyên. Trời ơi, thiết cốt nhìn kìa, lé mắt luôn. 15x chân nguyên mà 6 dòng màu cam. Đó, trong đó là những cái dòng mà có tiềm năng này, màu cam hết trơn luôn. Hàng chi mấy cái điểm này của ổng cao quá trời cao luôn anh em. Đó, những cái dòng còn lại anh ta lựa chọn là bỏ qua né tránh cơ bản nè, kháng tất cả cơ bản, tỷ lệ bảo kích cơ bản, né tránh cơ bản, quá khủng khiếp luôn. Đồng phu thiết cốt 11/11, 31% sinh lực hiện tại và 16% triệt tiêu sát thương cuối.
ở cái môn phái Hoa Sơn này nó cực kỳ khó chịu rồi. Bây giờ anh em có thêm máu 1.000.000 máu nữa là quá ghê, quá kinh khủng lắm rồi đó. Con ngựa mát đúng không, có cái skin là con voi đó, chế bị ngựa bậc 6 đó, ghê không. Ngoại trang rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ mất tiền đúng không, trời ơi, nhìn là biết đẹp trai liền. Đây qua cái combat đồng hành Hoàng Nhan Hồng Liệt kỳ tài thức tỉnh có 3 chiêu mùa vàng, và trong đó 2 chiêu này là bá chùm rồi, quần thể Minh Dương cao và quần thể Kim Cang cao, 185k lực chiến sắp full luôn, có thêm môn khách luôn, 220 điểm sức mạnh, dữ dội thiệt chứ. Rồi Kinh Kha, anh ta sử dụng Kinh Kha anh em ơi, Kinh Kha này là lấy thêm cái gọi là cái môn khách luôn nè, tăng sát thương cuối và miễn sát thương bạo kích nè, thấy không, quá dữ. Hạng Vũ, Hạng Vũ kỳ tài thức tỉnh có 1 chiêu mùa vàng thôi, nhưng mà anh ta có thêm môn khách nữa, lấy thêm điểm linh hoạt đây, tỷ lệ bộ kích cơ bản nữa nè. Rồi em này là em võ Tất Thiên, không có kỳ tài nhưng mà có 1 chiêu vàng, có thêm 2 cái chiêu này cũng ok luôn đó, ok ok đấy. 169k lực chiến này chưa có môn khách nha anh em đó, 20% sát thương cuối, rồi 20% sinh lực hiện tại, 54% miễn sát thương một kích. Con này chuyên về thủ rồi, có một cái công là tấn công cuối là công thôi, còn lại mấy cái này thủ hết. Ok rồi đó, giờ qua coi cái kinh mạch sao. Kinh mạch thì anh ta đã mát hết chu thiên luôn, gần gỡ 1 2 3 4 5 6 mạch, 6 cái chu thiên đều đã mát rồi. Cái mạch đầu nè mát luôn nè, gần gỡ không, kỹ năng mạch đầu mát, mạch 2 mát, mạch 3 mát luôn, mạch 4 mát, mạch 5 mát và mạch 6 là bao nhiêu, 11 điểm. Muốn lên mặt 6 này cũng hơi mệt đó bà con, mà anh ta lên được 11 điểm, chỉ còn 9 kill nữa thôi là anh ta sẽ mát luôn cái mặt 6 này. Quá ghê. Quá kinh khủng. Rồi môn khách, hiện tại thì anh ta sử dụng môn khách như là Hoàng Nhân Hồng Liệt, Kinh Kha với là Hàng Vũ. Thuộc tính tổ hợp thì sát thương bổ kích nè, tỷ lệ bổ kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ bổ kích cơ bản, kháng tất cả cơ bản, né tránh cơ bản, trực tiêu sát thương cuối và kháng thời gian thuộc tính. Sử dụng quá trời luôn ấy. Quá trời quá đất luôn á. Tiết học hay sao? Tiết học bây giờ có 4 bộ rồi nè bà con ơi. 4 bộ, một cái là cái chiêu màu tím. Đây, tăng phản đòn miễn thương, cứ dùng 2 lần kỹ năng sẽ tăng tốc đánh. À, những hệ phái cận chiến như là ông Hoa Sơn thì sẽ tăng thêm di chuyển nữa, duy trì trong 8 giây và giãn cách là 30 giây. Rồi, cái chiêu này thì sinh lực của đối phương càng thấp thì nó sẽ gây ra đam càng cao luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy 7 trên 10. Hay là 8 trên 10. Đó, này 9 trên 10. Ở cái chiêu này là nó sẽ tăng cho chúng ta sát thương bổ kích, khi mà máu của chúng ta dưới 30% bị tấn công thì sát thương bổ kích này nó sẽ chuyển thành miễn sát thương bổ kích nha, giúp cho nhân vật của chúng ta trâu hơn nữa đó. Rồi tiêu sử thừa long tăng tấn công cơ bản, lướt nó đam hơn, có đam hơn đó. Rồi bộ thì có một bộ mát nè, tóc đánh, sinh lực cơ bản, sát thương bổ kích, bộ 2 hút sinh lực nữa, bộ 3 bảy lồn, bỏ qua né tránh cơ bản, kháng tất cả cơ bản, tấn công cơ bản. Đó, ghê gớm chưa, cực kỳ kinh khủng luôn bà con ơi, quá ghê luôn. Nhìn chung thì đây là một con quái vật, phải nói là quái vật ở cụm server F300. Tại anh ta ở bên cụm server F300 ra sao rất là sao luôn, những cụm server đầu cấp 300 server luôn á, nhưng mà đây là một con quái vật đua top cực kỳ ghê luôn. Phải nói là đối với những cụm server 2XX thì anh ta cũng xém xíu nữa, xém xíu nữa, kiểu là ngang bằng luôn á anh em, ngang ngửa luôn á, cực kỳ ghê luôn. Mới có 158 cấp thôi nha mà đồ đạc của anh ta cực kỳ khủng khiếp luôn. Không biết là anh này có phải là quái vật ở trong server hay không, anh em nào mà ở cụm S302 anh em nhớ comment phía bên dưới họ cho mình biết một số thông tin nữa nha. Nghe nói nữa là ở bên S302 mới gặp server nữa đúng không, họ rất là sướng luôn. Rồi ok, video của mình về nhân vật tầng giờ đây đến đây là kết thúc. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LVB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.